quá trời luôn, đau quá trời luôn, cái mang lần cho mọi người. Giờ bây giờ mình sẽ đi đuổi cá, mình đuổi cá mọi người, nước cạn rồi, bây giờ mình đi đuổi cá cho cá nó chạy thôi ha. Chạy ra mình vay lưới xuống ngồi á mọi người, bây giờ mình sẽ đi giết cá. Anh đang hút nha mọi người, hồ này là hồ cuối cùng mọi người. Hai hồ đây anh đã thả tôm rồi, hồ này anh hút sao à, anh thả tôm luôn mọi người. Nhưng hồ này rộng nên anh phải làm một kỹ hơn một tí nữa. Bây giờ mình hút sẽ cạn. Nhưng bây giờ trời cũng đã chiều rồi đó mọi người, hồ hơn rồi nè, trời chiều rồi mọi người. Sẽ đi kiếm con ít có bóng. Hy vọng là mình sẽ dính những con cá lớn. Còn thay lưới chưa nhúc nhích gì hết mọi người ơi. Thấy ít hơi ít cá đó mọi người. Cho hồ này sẽ đỡ đặt lòng cũng hơn nhiều. Giờ bây giờ là tới phi với cạn rồi mọi người. Và đấy, tối là mình sẽ quay cho mọi người xem được. Bơm nước ra mọi người, phải đang hút nước. Mình đi lần cá lưới mà chẳng thấy cá mọi người. Và đây một em má hàng mọi người. Yeah, Rufy. Rufy nhỏ, bắt má hàng luôn mọi người ơi. Đây. Con này lần lưới ra. Yeah. Yeah. Một con rô phi nhỏ nhỏ. Mẹ hồi nãy mấy anh kia đi bắt có tôm rồi mọi người. Đấy. Đây. Cái gì đây? Cá rô phi. Cá rô phi mọi người, cá rô phi và cô đó. Cái gì đây? Này mì cá diếc á mọi người, chắc cá gáy á. Chở con rô phi nền luôn. Rô phi nhỏ không mà, rô phi lớn bắt hết rồi. Phi. Phi à? Ờ. Đâu, dính cá rồi mọi người. Dính cá rồi mọi người ơi. Cá lớn nè, cá lớn nè. Qua, cá lớn. Dính cá lớn rồi. Cái gì đây? Cá rô phi, mọi người ơi. Yeah. Yeah, rô phi lớn nè. Yeah. Mình sẽ lần lưới mình. Cái mặt. Đây. Đây, nó nằm trong cái lỗ này mọi người. Mọi người ơi, mình sẽ bỏ vào đây.
bớt nữa mọi người. Đây. Mới gửi xong con cá rô phi lớn mọi người, giờ mình lần tiếp nha. Đấy. Con gì đấy? Lại là rô phi nữa. Phi không là phi luôn. Mùa này chẳng thấy có liệt luôn mọi người. Chắc mình sẽ lần đã lưới xuống phía dưới kia đi, xuống dưới nước sâu hơn tí, mình đi kiếm cá. Đây này rô phi nhiều quá. Đổi điểm nha mọi người, đổi điểm chỗ nước sâu hơn mọi người, lúc tới gần lúc lưng quần của mình luôn nè. Đây. Rồi bây giờ mình chỗ này nước hơi sâu, nhưng mình sẽ phục cá nó hay về là chỗ nước sâu nè. À, có cá rồi đó mọi người, có cá rồi, có cá dính nè. Không biết cá gì đây, nãy giờ bác toàn có phi không mọi người ơi. Đây, cá dính nó phô rồi mọi người, có nhịp 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 ở đây rồi. Xù cá dính, cá dính quá trời ơi. Quá trời luôn mọi người ơi. Mình sẽ đi mằng ở trên kia. Cá chỗ này dính rồi này. Cá dính quá trời luôn mọi người. Wow, cá liệt. Cá liệt. Wow, cá quá trời luôn mọi người ơi. Cái gì đây? Cái gì mạnh lắm mọi người. Cá liệt nè mọi người. Liệt không mọi người ơi. Mình hy vọng dính con tôm tách mọi người. Ồ, liệt không à. Có mùa. Có mùa mọi người. Hy vọng như vậy. Rồi mình lên trên kia mình lần xuống nữa nha mọi người. Cá chìm phô luôn rồi. Bữa nay mình đạt hơi keng, cá lớn không được rồi. Phi mọi người. Wow. Yeah. Cái này nữa. Đây. Cái gì đây? Wow. Wow. Cái quá trời luôn. Cá quá trời luôn, cái mang. Lần cho mọi người xem nha. Đấy là mình đi gỡ mọi người. Đây, mình đây một mình nè. Hôm qua ai quay mình không thể gỡ được. Mình gỡ cho mọi người xem nhé. Wow, cá liệt. Quá trời cá liệt luôn. Đây, cá rô phi, cá liệt. Cá liệt đây nữa mọi người. Wow. Mình sẽ đi gỡ trước thôi. Để dài cặp cá liệt dính nhiều lắm. Mình hy vọng mình sẽ kiếm được một con tôm đỏ.
cá này, cá này mọi người. Wow. Yeah. Cá rô phi, cá liệp. Thấy ta lưới rồi mọi người ơi, mình sẽ đi chạy này, cái dính lưới này, dính lưới này. Wow, cá mùa cá liệt nha mọi người, quá trời cá luôn. Mình sẽ đi gửi cho mọi người nha, chứ bây giờ mình một mình không thể quay cho mọi người xem được, mọi người thông cảm nha.